Ở bên đây cái trần nó ẩm, nó không hút lên vữa, nó không bị khô ấy gì à? Mà buổi nay buổi mai mà xong được ở trên này. Trên này thì còn gì xây gì buổi nay xong anh? À chát luôn nhỉ? À mà chát thì người ta còn làm mái còn lại không có chỗ. Không có lên được. Mùng 8, mùng 9 xong thì mùng 10 đặt lóc thì nó đỡ vướng. Nó đỡ vướng. Và anh còn liên quan cả cái chát nữa kìa. Mà tường trên này nó là trên tầng rồi thì téc thì mình cũng cần gì nhất thiết phải xây cao. Nó trên tầng 2 rồi không? Nó cao rồi. Cái thái dương gì? Qua cái năng lượng đấy. Năng lượng nó phải dưới téc không? Vâng, năng lượng nó phải dưới gầm téc. Thấp nhất mình phải xây là 560 phân. Đúng không? Vâng, còn đấy còn nhiều rồi.